cứu thế đem đau lòng phô tế chúng sanh. Chân truyền y bát từ xưa gặp cô chứng đắc kịp giờ, để người quá đơn bấn bờ bên kia. Kính lại tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhất vật thanh bồng, tự mình giác ngộ lấy chân, giúp người giác ngộ chuyến cần không tu. Em sao vậy? Đã đồng ý theo chị đến đây rồi mà không chịu gặp thằng Hưởng là sao? Em thấy không nên gặp anh ấy lúc này là điều cần thiết lắm chị hai à. Em muốn anh Hưởng quên mẹ con em đi, để chuyên tâm đến việc làm lợi ích cho nhà chùa. Và biết đâu hằng ngày anh ấy nhờ nghe lời giảng giải của các thầy mà cuộc đời còn lại sau này anh sẽ là người sống đúng với chánh pháp, để nghiệp ác dần dần rửa sạch. Chị thấy em dạo này nét mặt tươi tỉnh hơn xưa, và có vẻ như là một người đang sống trong an lạc. Chị mừng cho em. Chị hai, chị còn nhớ có lần chị nói gì với em không? Cái gì có sinh, ắt có diệt. Chuyện vợ chồng cũng không dị biệt, còn duyên thì hợp. Cũng đừng nên khơi lại mạch sâu.
phúc lụy. Đầu tiên là thoát qua sợi dây luyến ái vợ chồng, hãy tinh tấn hơn trong việc đêm ngày niệm Phật trì danh. Em cũng nói để cho chị mừng, Kim Dung con gái của em năm nay nó được 12 tuổi. Mới chỉ có từng tuổi ấy thôi mà nó đã thích xem kinh, đọc sách nhà Phật. Đêm nào cháu nó cũng quỳ cạnh bên em trước ngôi Tam Bảo niệm Phật và trì chú Đại Bi. Quý quá quá, được như vậy chị rất mừng. Còn cháu Huy thì sao hả mợ? Cháu Huy năm nay đã 20 tuổi rồi. Chị cũng biết, trước đây cháu không mấy gì có thiện cảm với ba của nó. Điều ấy được chứng minh vừa lớn khôn là nó đã đòi về ông bà ngoại ở. Nhưng khi nghe anh Hưởng vào chùa làm công quả thì nó cũng đã có cái nhìn khác hơn. Đúng là tiền hung hậu kiết. Hình như anh Hưởng đang tìm kiếm chị kìa. Lúc nãy chị có nhờ chú bảo vệ gọi giùm nó. Thôi em về, chị đừng có nói là em có đến đây nha chị. Cô em dâu của mình ngày nay mà được an vui tự tại như vậy cũng là nhờ nơi Phật Pháp. Còn thằng Hưởng, chị hai. Hưởng à, em cho chị biết khi nào em mới thật sự nghe lời chị, khi nào em mới chịu đổi tánh thay tâm. Nhưng em có làm gì đâu. Ngày đó, trước khi chị gửi em vào chùa, chị có nói rằng nếu lần này em cứ nết cũ không chừa thì chị sẽ bỏ em luôn, không lo lắng gì nữa. Em còn nhớ không? Dạ nhớ. Đáng lẽ chị em mình không có cuộc gặp gỡ hôm nay. Giận thì có giận, nhưng chị lại không thể cam đành ngoảnh mặt quay lưng bỏ em của chị chơi vơi giữa dòng đời. Nhiều cám dỗ đam mê nó luôn cuốn hút khiến em hư hèn. Nhưng từ ngày em ở trong chùa đâu có làm gì khiến chị không vui, cứ lo công quả và ăn chay như mọi người. Em đừng tưởng nói liều như thế để hòng hy vọng chị sẽ tin bỏ được bài bạc ma túy xì ke, nhưng mà rượu thịt thì em vẫn còn. Em đã được thầy trụ trì thương không cho làm những công việc nặng nhọc nữa, mà cho em làm bảo vệ đêm gần 3 tháng nay rồi, có đúng không? Dạ, sao cái ngày em đánh tụi hoàng cày, sư phụ cho em làm bảo vệ ban đêm. Và sư phụ chân tín còn cho em mỗi tuần 150.000 đồng. Có tiền lợi dụng làm bảo vệ đêm, em lén đi ra ngoài ăn nhậu rồi rủ rê bạn bè vào chùa ca hát nhảy nhót, có đúng không? Dạ. Đã 4 lần rồi sư phụ trụ trì bắt gặp, và em cũng đã có làm tờ kiểm điểm, đúng không? Em uống rượu cốt để quên ma túy, chị thông cảm cho em. Nhưng uống rượu là em phạm giới cấm của nhà chùa. Đã vậy, em còn liên hệ vui chơi với những phần tử không tốt ngoài xã hội. Điều này em đã làm cho sư phụ không hài lòng, em biết chứ. Chị về, đây là lần cuối cùng chị nói với em. Nếu em còn làm điều gì sai phạm thêm một lần nào nữa, chừng đó sư phụ không cho em ở trong chùa, em đừng có trách. Và chị cũng sẽ từ em. Tại sao mình lại sai phạm từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác? Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Tại vì chú là người yếu đuối, thiếu can đảm, thiếu nghị lực.
Thầy còn nhớ mấy tháng trước tôi đã đánh gục thằng Hoàng Cầy chứ? Như vậy thì làm sao có thể nói rằng tôi yếu đuối, thiếu can đảm? Với người đời thì việc chú đánh thằng Hoàng Cầy họ sẽ khen chú là dũng cảm. Nhưng với đạo thì việc ấy không nên. Tôi tin chắc thầy trụ trì chỉ miễn cưỡng bằng lòng khi biết chuyện ấy xảy ra. Tôi chưa hiểu được ý của thầy. Lời Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng được mình đó mới là chiến công hiển hách. Người tu được ở trong chùa, đó coi như là một thuận duyên. Nhưng khi gặp cảnh trái nghịch lòng, ấy là một bài thi khảo hạch để chứng minh với thầy tổ của mình. Nếu như hôm ấy đối với Hoàng Cầy, chú nhẹ nhàng khuyên giải sẽ hay hơn. Thì ra tu hành khó thật, lấy từ bi đối đãi với mọi người. Ai sân hận mình cứ nở nụ cười. Sư phụ có dạy rồi mà tôi lại quên. Chú hãy nghe đây lời Phật dạy: người hơn ngủ chẳng yên, người thua sanh thêm quán. Hơn thua hai điều xả, ấy là yên ổn ngủ. A-di-đà Phật, tôi đi trồng cây đây. Hơn thua hai điều xả, ấy là an ổn ngủ. Tao bỏ chùa ra đây để nhậu với mày và mấy đứa em, gọi là tiễn mày ngày mai đi Mỹ theo chương trình rô. Vậy tao tuyên bố vô vô với tụi bay một ly cuối cùng, rồi tao về chùa làm nhiệm vụ bảo vệ đêm. Bằng mọi giá tao không thể bỏ chùa lâu được. Nào, 1, 2, 3. Sẽ đưa đại ca về. Cu Tôm ở Lạc Quan thời sống chết có tình có nghĩa, không thể để đại ca đi về một mình. Nè tụi bay, trả tiền quán rồi cùng với tao á chạy xe hộ tống đưa đại ca về chùa, nghe chưa? Ok. Thầy gọi con. À, chú ngồi xuống ghế đi. Sao, chân và hàm của chú đã thật hết đau chưa? Thưa thầy, xương hàm của con đã lành lại rồi, còn chân thì có thể hôm nay con cũng sẽ bỏ nạn được. À, vậy là tốt rồi. Đây này, có phải 4 tờ giấy kiểm điểm này là do chú viết và ký tên không? Làm bảo vệ đêm á mà dám bỏ chùa ra ngoài ăn mặn, uống rượu, lại còn kéo nhau vào chùa ca hát nhảy nhót tới những 4 lần, cộng thêm lần đua xe gãy chân, tất cả là 5 lần phạm lỗi. Trí giả tự xử, ngu giả quan xử. Chú nghĩ như thế nào? Thưa thầy, đúng là con đã 5 lần phạm lỗi.
thân ở trong chùa mà tâm thì cứ theo tạp khí xưa, tham sân si chưa bỏ được. Nhưng kể từ khi con bị gãy chân và được thầy cưu mang chăm sóc, con mới thấy lòng thầy thật là từ bi cao cả. Con nguyện noi gương thầy bằng cách là quyết tâm quay đầu theo chánh pháp. Nếu thầy không tin thì con sẽ lên chánh điện tự mổ bụng mình để cúng dường chư Phật. Mổ bụng à? Mổ bụng chỉ là hình thức ở bên ngoài. Một gã liều mạng cuồng trí nào cũng có thể làm được chuyện ấy cả. Nếu chú quyết tâm quay đầu thì nơi nào cũng có thể tu được. Còn chú muốn mổ bụng hả? Xin hãy ra bên ngoài, đừng làm liên lụy đến chùa. Tôi không giữ và cũng không đuổi chú. Sư phụ tôi đã nói như vậy rồi, tùy chú Huệ Châu lo liệu nha. Chí giả tự xử, ngu giả quan xử. A Di Đà Phật. Nghe nói chú Huệ Châu đua xe té gãy chân còn băng bột, sao lạnh lẽ dữ vậy? Phật độ thầy ơi. Chú định đi đâu đây? À, tôi nhớ rồi. Lúc trước thầy có nói thầy có chùa ở Trung Lương phải không thầy? Đúng rồi. Có chuyện gì không chú? Tôi bị 5 lần phạm luật nhà chùa. Thân ở trong chùa mà tâm thì ngoài thế tục. Tự thấy mình xấu hổ quá nên tôi muốn đến chùa khác sinh xuất gia. Thầy có dám chứa tôi không? Cửa chùa luôn rộng mở, ai muốn tu thì chùa sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng theo tôi thấy chú cần nên về núi ẩn tu. Vì sao thầy khuyên tôi về núi non? Chú nặng nghiệp mà tu ở chùa gần chợ, như vậy chẳng khác nào cho chú gần với đời. Thầy chân tính cho chú đi là thầy ấy rất từ bi. Thầy thấy căn của chú đây còn sân si, cần có cảnh thanh tịnh nơi núi non vắng lặng giúp chú tu hành. Tôi biết chùa nào gần núi non bây giờ. Nếu chú có căn duyên tu núi thì ngày mai tôi sẵn sàng đưa chú tới tịnh xá Ngọc Phật ở dưới chân núi Thị Giải. Xin sư phụ dắt duyên cho chú xuất gia, chú đồng ý không? Xin thầy giúp cho. Thầy liệu tôi có duyên tu ở tịnh xá Ngọc Phật này không? Ở chùa Hoằng Pháp tại tôi quậy quá, thầy trụ trì chịu không nổi nên mới biểu tôi tự xử. Vì xấu hổ nên tôi ra đi. Chứ nghĩ lại tìm được một người thầy như sư phụ chân tín không phải dễ. Tối hôm qua, trong khi chú nghỉ nhờ ở chùa tôi để sáng nay tới đây, tôi có sang gặp thầy chân tín trình bày mọi việc. Thầy rất quan hỷ và bảo rằng thầy chỉ có duyên độ chú lúc ban đầu học đạo thôi. Nhưng chú nên nhớ giảng sử khởi đầu nan, người thầy đầu tiên dạy dỗ mình cũng là người thầy đáng cho mình thương yêu và kính trọng. Thầy chân tín có gửi cho chú 400.000 nè, chú cất để có mà xài. Sẽ có một ngày tôi về tạ tội với thầy. Chú còn nhớ đến chị Diệu Minh không? Thầy, thầy biết chị của tôi nữa à? Sau ngày chú trốn ra khỏi chùa, đi chơi với bạn bè và đua xe bị té gãy chân, có lẽ linh cảm biết rằng
trước sau gì chú cũng không thể ở lại chùa Hoằng Pháp như những tháng ngày qua. Vì lỗi lầm liên tiếp gây ra, người chị đang thương ấy đã không ngại ngần tìm đến gặp tôi với lời thiết tha, xin chú một lần cuối cùng nữa thôi, để chú có nơi sám hối tội tình gột rửa thân tâm. Vì lòng từ bi nên tôi mới thuận theo lời đưa chú đến đây, nhưng mong chú gắng sức tu hành. Cứ ngỡ chỉ mình đã dứt tình quên bỏ đứa em ơi, lòng chỉ sâu dài em nguyện khắc cốt ghi tâm. Sư trụ trì đến kìa. Đại đức và chú đây cứ tự nhiên. Chú mới đến tịnh xá Ngọc Phật này lần đầu tiên thì phải. Đại đức Minh Thành đưa chú này đến đây chẳng hay có việc gì không? Bạch sư, chú Hưởng đây đã có một thời gian 3 năm làm công quả ở chùa Hoằng Pháp. Ngài muốn nhờ con tiến dẫn chú đến xin sư cho chú được xuất gia. Ở chùa Hoằng Pháp 3 năm làm công quả, sao chú lại đến đây xuất gia? Vậy còn gia đình chú ở đâu? Đã có vợ con gì chưa? Nguyên nhân nào vào chùa làm công quả tới 3 năm sau không ở chùa Hoằng Pháp tu học? Chắc có điều bí ẩn chi đây? Tôi hỏi như vậy chỉ để biết mà thôi, chớ quá khứ thì đã qua, chỉ cần hiện tại chú thành tâm. Có ai sanh ra đã là người thánh thiện, ngoại trừ Phật và Bồ Tát thể hiện trên đời? Sư trụ trì đã mở đường cho chú đi, vậy chú cũng nên đầu đuôi kể lại. Chuyện tu hành là cần ở cái tâm, giọng ngữ xảo ngôn không kế hợp với nhà chùa. Có nhân duyên với nhau nên tôi không ngần ngại đưa chú tới đây, trách nhiệm tôi xong rồi. Có được ở lại hay phải đi về, tất cả đều tùy nơi chú mà thôi. Trước khi tác bạch với sư về quãng đời mà con đã đi qua, xin phép sư cho con cởi áo để sư thấy những hình ảnh trên thân xác của con. À, tôi thấy rồi. Đời vinh nhục, tình bằng hữu, thương về đất mẹ, hình ảnh một con sòng tung mây lướt gió. Được rồi, chú mặc áo lại đi. Theo tôi, tất cả những dấu vết ấy chỉ là chữ nghĩa ảnh hình do trí suy tưởng hạn hẹp của con người định đặt ra. Đã là suy tưởng thì không có thật. Nó chỉ biểu hiện cái nhất thời của cá tính, chứ chưa phải là bổn tâm hằng hữu của chú đâu. Bạch sư, còn nữa, từ năm 17 tuổi, con đã là một tay giang hồ khét tiếng ăn chơi, làm khổ vợ khổ con, làm người chỉ đảo điên bác bài nghiện ngập xì ke cướp của đi quen, đã biết bao phen ra
tu. Đến khi vô chùa tiếp tục rủ chè sai phạm năm lần, con phải ra đi và lại đến đây. Con xin chứng minh lời kệ công ma, mong sự giúp cho một người biết quay đầu. Lời Phật từ thuở xa xưa còn lưu lại, tội do tâm khởi thì hãy nơi tâm mà sám. Tội vọng tâm diệt cả hai đều hết, đó mới là sự sám hối chân thành. Tội tánh vốn không pháp ấy ta hành, khi liễu ngộ thì nghiệp chướng bổn lai không có, còn dĩ liễu nhân quả chẳng hề sai. Lành thay vì chú không sợ thiên chê bai, nên không giấu che những hành vi tội lỗi. Nay chú đã quyết từ bỏ con đường tâm tôi, thì tôi cũng giang tay đón nhận một môn đồ. Sư đã quan hỷ cho chú xuất gia rồi đó, chú hãy tạ ơn sư đi. Thôi, miễn những lễ nghi phiền toái đó đi, Phật dụng tâm không dụng hình thức. Con ngu hèn quá, xin sư hết lòng phổ độ cho con. Nhiệm vụ của người xuất gia hành đạo là phải đem giáo pháp Phật Đà phổ độ chúng sanh. Chính vì người đời còn tâm tôi u mê, nên cần có ngọn đuốc soi đường của chánh pháp. Vì chú là kẻ đang đi trong phong ba bão táp, chưa biết đâu bên đâu bờ của hạnh phúc bình yên, nên tôi mở lòng đưa tay dìu dắt, mong chú sớm vượt qua cam dỗ của phạm tình. Thật ra Bồ Tát khác với chúng sanh, chỉ có cách nhau mê và ngộ. Khi chú còn mê, tôi là người phổ độ. Lúc chú đã ngộ rồi, ngoài chú chẳng còn ai. Ngày mai tôi sẽ làm lễ xuất gia cho chú. Này giới tử, con có xác định hướng đi của con chưa? Bạch sư có. Con xác định như thế nào? Nói lại cho thầy nghe. Bạch sư, con xác định rằng chỉ có quay đầu về hành theo chánh pháp của Phật thì đời sống của con người mới được an vui và hạnh phúc. Con tu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay 3 năm? Bạch sư, con nguyện tu kiếp này sang kiếp khác không ngừng nghỉ. Tốt. Hôm nay thầy đặt pháp danh cho con là Thích Minh Thủy. Minh Thủy là nước trong sạch. Tánh của nước vốn là như vậy. Tánh của chúng sanh nào có khác? Chúng sanh với bồ đề cũng như nước với băng. Vì tham sân si nung đốt nên gọi là chúng sanh. Vì tham sân si được giải thoát nên gọi là bồ đề. Vì đóng lạnh trong tuyết đông nên gọi là băng. Vì chảy trong lửa hè nên gọi là nước. Nếu bỏ băng đi, tức không có nước nào khác. Nếu bỏ chúng sanh đi, ắt không có bồ đề nào khác. Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm. Cũng như lìa nước không băng, cũng như lìa băng không nước.
Bây giờ thầy chỉ cắt tóc và cho con tập sự hành 10 giới sa di. Sau một thời gian thử thách, con mới được thọ 250 giới tỳ kheo. Giao thứ nhất, cắt đứt phiền não. Giao thứ nhì, nguyện gieo tất cả thiện lành. Giao thứ ba, quảng độ tất cả chúng sanh. Hoa ơi, sẽ yên lòng lo tu học. Ngồi thiền chỉ mới 5-10 phút đã ở trong trạng thái hôn trầm tán loạn và như cảm thấy hai chân đau đớn không chịu nổi. Vậy mà cũng xưng là ở ngoài đời làm đại ca, ở trong tù làm đầu gấu, té ra chỉ là anh hùng rơm. Con hãy biến anh hùng rơm ấy trở thành là anh hùng xuất thế, là đại trưởng phu. Đã là anh hùng xuất thế, là đại trưởng phu thì phải thắng điệu cử, hôn trầm, tán loạn, phóng vật, bất tính, giải đại, thất niệm, bất chánh tri. Nếu con bỏ được tất cả thì con sẽ có tất cả. Bạch sư,
con chưa thọ 250 giới tỳ kheo được đâu. Tu thiền là tu huệ, muốn có huệ mà thiếu phước thì khó viên thành. Vì vậy con cần phải phước huệ song tu. Ngày mai thầy đưa con lên núi Thị Giải, ở đó con vừa tu hành thanh lọc thân tâm, vừa gieo hạt trồng cây. Mai sau cây lớn lên đơm bông kết trái, người và thú nếu có duyên thì cùng hưởng quả. Bao nhiêu quả là bấy nhiêu phước báo của con. Qua một thời gian thử thách, nếu việc tu hành của con chống đạt thì thầy sẽ làm lễ cho con thọ giới. Minh Thủy, thầy đã đưa con lên tới chân núi. Bây giờ tự con lên trên đó, thấy có duyên nơi nào thì ở đó tu hành. Đây là một tấm bạt, con dùng làm phương tiện che mưa đỡ nắng. Còn đây là mấy bịch hạt giống sầu riêng, bơ. Trong thời gian ở trên núi, con lấy lá rừng đốt lên làm phân bón hạt, hạt mới lên cây. Nhưng thầy báo cho con biết, trời đang trong lúc mưa dầm, muốn đốt được lá cây để làm phân sẽ là một việc rất khó khăn. Bạch sư, con quyết phải làm cho bằng được. Tốt. Và con nghe thầy nhắc nhở đây, cạo râu tóc xa lìa phiền não, cầu chúng sanh sốt sáo tâm an. Tóc đã cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã buông. Nở trần ngày ấy hết rồi, Tây phương cực lạc một ngôi sẵn dành. Vậy trước giờ chia tay, con muốn hỏi gì về giáo lý Phật Đà? Có hiểu và thông tri hành mới trọn niềm tin. Tình là mẹ đẻ của muôn công đức, để vượt đến bên kia bờ giác. Con thật giả tu hành vậy pháp nào, tình yêu xin thầy dạy con. Chỉ có pháp quán tâm thâu nhiếp trọn các pháp mới cực kỳ tình yêu. Vì tâm là gốc của muôn pháp, tất cả các pháp duy chỉ một tâm sanh. Nếu hiểu được tâm ác muôn pháp sẵn đủ, trong ấy không thiếu mãi mãi. Cũng như cây lớn tuy có đủ thứ trái bông ngàn lá trăm cành, nhưng tất cả sanh ra đều do một gốc. Nếu chặt gốc rồi cây cũng chết theo. Gốc ấy là ba độc tham sân si, cái tâm ba độc ấy tự nó có đủ các giống ác. Vì như cây lớn kia gốc tuy chỉ một, mà lá sanh ra thì vô lượng không cùng. Bạch sư, như vậy tâm vô minh tuy có 84,000 phiền não tình dục với vô số điều dữ, tất cả do ba độc sanh ra, nên lấy ba độc làm gốc, phải vậy không sư? Từ trong bổn thể của cái tâm ba độc ấy ứng hiện ra, sáu căn thành sáu tên giặc hại mình.
do ba độc sáu giặc ấy chúng sanh bị mê hoặc và rối loạn tâm thần. Và như vậy chúng sanh mới trôi lăn trong sáu đường ba cõi, đến vãng kiếp ngàn đời không tìm được lối xa, cũng như sông ngòi có tiếp nguồn không mạch thì dòng nước mới chảy mãi không thôi. Nếu có ai bức mạch lấp nguồn ấy lại thì mọi dòng nước ắt cũng dứt theo. Bạch sư, sáu đường ba cõi rộng lớn bao la, nếu chỉ quán tâm thì làm sao thoát được những khổ đau không cùng tận? Nghiệp báo trong ba cõi chỉ do một tâm sanh, nếu từ gốc đã vô tâm thì ở trong ba cõi mà như xa lìa ba cõi. Tham làm ra cõi dục, sân làm ra cõi sắc, si làm ra cõi vô sắc. Bạch sư, con đã hiểu. Ba cõi ấy tức là ba độc ấy vậy. Biết được, hiểu được, chưa phải là được. Khi nào hành được mới gọi là được. Vậy ngay bây giờ con hãy hành đi. Để người quá đơn bấn bờ bờ